Một con bò mua với giá 15 triệu, xong rồi nuôi đến 17 triệu thì bán, xong rồi lại tiếc quá lại mua lại với giá 20 triệu, xong rồi nuôi một thời gian lại bán 22 triệu. Thế là lãi là lỗ nhỉ? Rõ ràng là lãi. Ui giời nào. Gì ấy? Tìm mày mệt đến hơi. Tìm gì? Sáng tao qua nhà mày, mẹ mày lại bảo mày sang nhà tao học bài. Tao biết ngay mày lại ra quán nhát. Mẹ tìm mày gần chết. Người ta đang ở đây à? Lúc ấy tao đi chơi điện tử với cả thằng Dũng Tre. Thế là hai thằng bắn half-life với nhau. Thì là chú của tao ấy. À chị. Hai thằng bắn half-life với nhau. Thế nó thua tao. Nó lại bảo là nó đưa ra một câu đố. Thế tao không trả lời được, nó đuổi bố tao về. Ôi mà mày đi xe đạp mày đội mũ bảo hiểm làm gì? Mới cắt được quả tóc môi cần chéo. Mày nói tao phải giữ nếp. Trông mày như thằng giờ hơi. Kệ mẹ tao. À đây nhá. Lại cái bài toán ấy. À. Thế thì nó đố tao như này, bây giờ tao thử đố lại mày nhá. Mày có giải nhà nhá. Ok. Rõ ràng là nó đố tao là ví dụ mày có một con bò nhá. Rồi mày mua với giá 15 triệu. Bây giờ đếm đi. Xong mày nuôi một thời gian. Rồi. Mày bán đi. Bán được 17 triệu. Chỗ nào bán được 17 triệu? Bảo tao, nhà tao có bò. Mẹ cái thằng này. Đấy là đang là ví dụ thôi. Được chưa? Ok. Chứ chỗ nào có bán 17 triệu thì tao còn bán trước mày. Rồi nói tiếp đi. Đấy nhá. Bây giờ nhá. Bán 17 triệu nhá. Được chưa? Xong rồi mày tiếc quá. Mày lại mua lại với giá 20 triệu. Thế xong rồi mày nuôi một thời gian, mày nuôi tiếp một thời gian nhá. Rồi mày lại bán với giá 22 triệu. Thế tao hỏi mày lỗ hay lãi? Ô thế kỳ lạ nhỉ? Tự nhiên thì con đầu mua có 15, bây giờ lại mua bằng 20. Mua 15. Nó bán đi 17. Bán 17. Xong lại mua lại 20. Là lại 2 triệu đúng không? Ừ. Xong rồi mình mua lại 20. Rồi mình bán 22 thì là mình phải lại 4 triệu. Không, thì lãi thế nào được 4 triệu? Thì lỗ chắc luôn, tao khẳng định là lỗ. Cái bài này thằng lớp 4 nó không giải được. Tao lớp 4 thì tao giải được ngay. Thế bọn nó, thằng Dũng Tre nó lại bảo là lại 4 triệu. Mà tao trả lời y hệt như mày. Bọn trẻ trâu không tính tiền. Chúng nó mới có thằng Dũng Tre học hết có lớp 3. Thế xong lớp 4 đúp 2 năm liền, cuối cùng nó bỏ học biết đâu mà lần. Thế mà nó lại bảo là tao trả lời như mày đấy. Nó lại bảo tao là tao ngu đuổi tao về. Dũng Tre không có tuổi tác gì thì về việc học với tao. Tao 4 năm học sinh giỏi. Lớp 5 tao không đủ tiền học tao mới phải nghỉ chứ. Thế rốt cục thì mày tìm tao có cái việc gì? À, nay tìm mày có việc đấy. Quả này là tao còn có kế hoạch rất hay đấy mà muốn rủ mày tham gia. Tao ra. Hay gì ông lại định rủ tôi đi chơi điện tử làm kèo half-life 10.000 thì ông chỉ ăn tiền của tôi. Mày xúc phạm tao vô cùng. Lúc nào mày cũng nghĩ xấu tao. Tao nói cho mày biết như này này. Lần này ý, là tao tìm được cơ hội này là để kiếm tiền chứ không phải tiêu tiền. Tao muốn là anh em mình cùng phất lên, anh em vượt khó cùng nhau tao mới rủ mày. Kiếm như nào nói luôn ra đi. Đầu nhuộm tóc vàng vàng như đuôi bò kiếm tiền. Rồi ok, giờ tao sẽ nói cho mày biết cái vụ này. Mày thứ nhất này, mình năm nay là mình 22 tuổi rồi. Ngày xưa tầm tuổi đấy là mẹ con là phải 2-3 đứa rồi. Bây giờ anh em mình vẫn lông ba lông bông, chả có cái gì trong tay. Rồi. Thế thì bây giờ mới phải tập trung kiếm tiền làm ăn, dựng vợ cả chồng nữa. Rồi thì kiếm bằng cách nào? Mày nói nhiều thế. Bây giờ như nào này, mày biết thằng Tuấn Cú không? Biết. Thằng Tuấn Cú mà cái thằng ấy là nó là anh em song sinh với cái thằng gì? Thằng Đông Đụt. Thằng Đông Đụt chơi là Dũng Tre. Đấy. Thằng Đông Đụt ở đầu làng gì? Thằng chỉ mà tao cao, tóc xoăn xoăn mà nói giọng lơ lớ mà gì? Chuẩn, chỉ có nó. Rõ ràng là người miền Bắc mà nói lúc giọng Thanh Hóa, lúc giọng Nghệ An. Tao không biết cái này quê gốc ở đâu. Mà thằng này nhá là ngày trước ấy, lúc bé anh em chơi với nhau, nó đụt quá. Thế nó ai cười. Thằng này nó đụt chúa luôn. Thế nhưng mà bây giờ lớn lên kiếm được tiền rồi. Chả hiểu sao ai cũng khen đẹp trai. Thế mới lạ đời. Trong khi đó mình đẹp trai chả ai khen. Không, nói đùa thế này thôi, tao gọi cho nó nói chuyện. Thì nó bảo đợt này là nó đang có dự án làm mấy cái kiểu ao tôm ấy. Ao tôm ấy, làm ăn được phết ấy. Thế tao mới hỏi là còn slot được không? Thì nó bảo còn vài slot, cần vốn tham gia. Thì rồi tao nghĩ là tao mày cũng vét hết cả của nải ra đi làm chuyến đầu tư cho biết. Không. Biết đâu kiếm lời á, sắp Tết rồi. Tao thật mày nhá,
bây giờ nhá, nuôi tôm như thế nó rất là hên xui, mày hiểu không? Bây giờ nhá, nếu tôm chết thì mình chết, cái may thì ít mà cái rủi thì nhiều. Nghĩ lại đi, khó chơi lắm. Mày đùa, mày đúng thằng óc tôm. Thế bây giờ tao hỏi mày cơ, không thì liều thì mày bảo tao là cứt lộn lên đầu á? Bạn bè mày nói tao thế. Thôi thôi, lỡ mồm. Thế là ý của tao như này, liều mình mới ăn được nhiều. Mày bây giờ mày cứ rụt, mày chưa làm mày đã sợ, thế thì làm sao mà làm chí lớn được? Bây giờ mình muốn bứt lên được thì mình phải đầu tư. Một thằng bây giờ đang đông đụt. Đấy, bây giờ thằng Tuấn Cú hai anh em nó bây giờ tự nhiên trong tay có tiền, SH có nhá, điện thoại xịn có nhá, gái xinh đi theo có nhá. Bọn mình bây giờ vẫn đang đi xe đạp ăn chuối ở ngoài đường. Mày thấy có nào cay không? Mày nói cũng đúng. Cái thằng Đông nó đụt thế nó làm được, chứ anh em không làm được. Chả thế, nó đụt thế nó còn làm được. Tao lớp 4, mày lớp 3, mày không làm được, kém. Nhưng mà tao phải về tao hỏi mẹ tao đã, phải xin phép mẹ tao. Chứ bây giờ làm gì có đồng nào mà làm. Dạ, cái đồ chơi bẩn, động tí về hỏi mẹ. Thôi, xin lại chuối nhá. Thằng kia, Chiến chó. Anh Chiến ơi, xe máy mới cho mượn cái nào. Anh Chiến ơi. À, tao nói cho mà biết nhá, xe tao xe mới tinh ấy. Hơi bẩn một tí vì có mưa thôi. Đừng hòng tao cho chúng mày mượn, quên đi. Chết. À, xuống. Mày bị điên à? Thì? Mày bị điên là sao đang chạy xe mày lại phi vào xe tao? Xuống, cởi mũ đàng hoàng ra nói chuyện tao. Sáng sớm để tao phải nóng, tốn tiền điện. Nào, có gì nói đi. Nói đi, nhanh nào. Sao? Không thấy gì à? Mắt tao cận, để từ đã, tao đeo kính lại. Cái thằng... Lại nhá. Áo mới đúng không? Ui, bùn đót được. Nhìn mày y như chó thành phố ạ. À. Cha thành phố. Này, công nhận nhá. Ông bà mình nói không sai. Đúng rồi. Tiền nào của đấy. Rồi, tròn. Từ lúc tao mua được bộ quần áo đắt tiền này ấy, mình mặc vào thấy cũng sang hẳn con người lên đấy. Chứ làm gì. Tao đã nói với mày rồi, đầu tư tiền bạc vào ấy là không bao giờ có lỗ cả. Hình ảnh mày chỉ có lên đấy. Ngày xưa ấy, tao bảo mày là đầu tư cùng thằng Tuấn Cú đi, làm ăn. Bây giờ mày trông mày phất lên khác biệt không? Đúng. Mày mà không nghe tao bây giờ khi vẫn đang lang thang ngoài kia làm việc với thằng Dũng Tre ở ngoài bãi đất kìa. Đúng. Đấy. Đưa đây. Gì? Xe mới đúng không? Xe mới tinh. Mày lại quá nhỉ? Hơi bẩn tí. Đưa chìa khóa đây. Tao mượn. Này nhá. Okay. Này, không có khóa khiếc đấy. Vừa đã có thằng trên kia mượn tao xe, tao đã không cho mượn rồi. Cái thằng này, mày buồn cười, bây giờ xe mày mới này đúng không? Mày mới mua đúng không? Thì tao cũng có bộ quần áo mới. Thì mày cho tao mượn đi tao mới hợp gu, nó mới sang chứ. Xe tao mới tinh, mặc dù là hết bảo hành vì là mua lại, nhưng mà vẫn là mới tinh. Xe tao nâng như nâng trứng, hương như hương hoa, cho mày mượn mày đi như mấy lần trước mày lao như ăn cướp đấy. Không. Bây giờ vỡ yếm cái hỏng cái tao làm nào? Không, tao đi, đâu tao đi chậm là được chứ gì? Không tin tưởng mày. Đưa đây tao mượn. Không. Cái thằng này buồn cười. Này, biết tao hỏi mày nhá. Bạn bè với nhau. Rồi làm sao? Mà mày khách sáo tao như thế, mày không cho tao mượn. Bây giờ nhá, mày cho tao mượn xe đi. Để tao đi chơi, tao mặc bộ quần áo này, tao đi chơi. Xong lúc nào tao vui tính ấy, thì tao lại cho mày mượn lại bộ quần áo mới này, được không? Bố mày đấy cần thôi, tránh ra cho tao đi. Nhanh kìa, đi. Đang đi tán gái khổ lắm, muộn cho này tao mượn, tao đi chơi. Bạn bè nhá. Im mày. Mày nhá thì nào. Cái gì á? Ôi, đẹp thế, ghét thế. Đẹp thật đấy. Chị. Chị đóng giùm em cửa chị. Bụi quá. Bụi này đã là gì so với bụi thành phố? Tôi muốn mở cửa ra để hít thở cho đã. Này. Thật xì à, xiếc. Chiến. Ừ. Sao tự nhiên mày hôm nay mày lại mặc áo màu hồng giống tao này? Mày điên à? Mày mù màu à? Hả? Hả cái gì? Đâu. Tao tự nhiên hôm nay tao thấy tất cả mọi thứ đều màu hồng. Nhà cũng màu hồng này. Lá cây cũng màu hồng này.
Xe cũng màu hồng này, quần áo mày cũng màu hồng này. Sao thế nhở? Đây, chìa khóa xe tao đây. Thôi mày lấy mày đi đi. Tao mượn được. Mẹ đừng điên nữa. Rồi, tao đi nhá. Rồi xong, nó mượn xe cái đó làm vỡ cái đèn của tôi luôn. Không sao đâu. Đi cẩn thận đâu, hỏng yếm xe tao. Này, mày rủ tao ra đây câu cá, sao mày lại phải bảo tao nói nhỏ với cả mày cắm mấy cây ở đây ngụy trang làm gì? Mày ngu thế. Đã đi câu trộm thì ngồi chẳng ép người đường hoàng cho nó đập cho vào mặt cho. Mày phải lén lút như thế này thì mới yên tâm. Thì ông ngồi cẩn thận, ông che cái mặt cho tôi nhờ cái nào. Thế mày ở ngoài làng mình thiếu gì ao? Mấy bọn Dũng Tre thằng Đông Đụt nó cũng hay đi câu ấy. Sao không ra đấy câu mới đi câu trộm làm gì? Ở ngoài đồng ấy, cá thì ít, trai làng nó đông một giỏ thế. Mày ngồi mày câu bao giờ? Ngồi cái câu cái ao câu trộm này ấy là nhá, chỉ 15 phút thôi, tao thề với mày, một xô đầy. Đấy, làm ăn kinh tế thì dùng cái đầu, nhanh như dâu. Mày đụt lắm, đụt hơn thằng Đông rồi. Thế thì ông cẩn thận, ông che cái mặt cho tôi nhờ. Nó mà bắt được nó đấm chứ thì lại sưng hết mồm như vậy. Thế này. Hả? Mày nhớ cái xe ô tô mà hôm qua đi ở trong làng mình không? Nhớ, xe vừa xịn vừa đẹp thế. Tao mà thật, tao mà có tiền, tao mua con xịn hơn. Không biết là ai ngồi trong xe đấy nhỉ? Ta cũng không biết, nhưng mà cái xe đấy thì tao biết. Thế? Chủ xe đấy á? Cái xe này ấy là xe nhà con trai nhà ông Bảy ở làng mình ấy, trên thành phố về ăn Tết chứ. Mà tiện nhắc ông Bảy, đầm này là đầm câu nhà ông Bảy ông thầu ấy, đang ăn trộm nhà ông Bảy đấy. Gì? Nhà ông Bảy á? Đúng rồi đấy, đây là ao cá nhà ông Bảy, của nhà ông Bảy đấy. Ta đi ăn trộm để còn không dám nhận. Đúng là đồ hèn. Đứng dậy đi. Tôi xin lỗi. Ngừng các bạn xem nào. Quay cái mặt ra đây. Anh là Nam Tổ đúng không? Học lớp 1B. Thắm nè. Thắm. Cái gì? Học cùng lớp với cậu này. Con Thắm ruồi ngày xưa đây á? Ừ. Sao? Thế cái nốt ruồi của mày đâu? Tớ tẩy rồi. Lên thành phố ấy, tớ bảo bố tớ tẩy luôn. Tại vì nhìn như thế xấu lắm. Với lại nhá, bây giờ tớ không có tên là Thắm nữa, mà tên Lan Anh. Tên hay không? Thế á? Ừ. Thế cũng hay thật nhở. Nhưng mà công nhận là trên thành phố người ta giỏi thật đấy. Cái nốt ruồi to như thế cũng xóa được. Mà trông cậu không có cái nốt ruồi ấy thì tự nhiên nhìn cậu cũng khác hẳn ấy. Tớ nhận chẳng ra, nhận không ra con Thắm ruồi ngày xưa luôn. Nhưng mà này, tại sao lại lúi húi ở đây ăn trộm cá của nhà ông tớ hả? À, tớ xin lỗi. Nếu không để tớ bảo thằng Chiến quay lại đổ lại cá cho ông cậu nhá. Nào thằng Chiến, cái kìa, chạy cách xa hàng trăm cây số rồi cái kìa. Ôi. Thằng ấy chạy nhanh thế nhở? Mà này, cái chuyện này mà đến tai của ông tớ ấy, cậu có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Ông tớ ấy nổi tiếng là khó tính. Bây giờ cái chuyện này mà đồn đến tai của ông tớ nhá, chắc chắn ông tớ sẽ đến tận nhà của cậu nói chuyện cho mà xem. Ui, này, cậu có thể nào mà đừng nói với ông cậu được không? Chứ ông cậu mà sang nhà tớ ấy, rồi nói với mẹ tớ thì chắc là mẹ tớ đánh tớ lên bờ xuống ruộng mất. Thật ra thì cũng có cách. Tớ có thể không nói với ông tớ, nhưng mà cậu phải giúp tớ một việc. Được. Việc gì tớ cũng giúp được cậu, nhưng mà miễn sao là cậu đừng bảo ông cậu sang nhà tớ là được. Thế ngày mai cậu rảnh không? Rảnh, rảnh chứ. Tớ ngày nào chả rảnh. Tớ 22 tuổi rồi nhưng mà ngày nào tớ cũng lông bông. Được. Thế thì ngày mai nhá, cậu đón tớ đi tham quan vòng quanh cái làng này. Ok không? Tham quan quanh làng mình á? Ừ. Ui, tớ nói thật nhá, làng mình bây giờ tuy cũng phát triển rồi đấy, nhưng mà chắc chắn chẳng đẹp bằng thành phố của cậu đâu. Tớ không biết, nhưng mà ngày mai tớ muốn đi. Thế nhá. Ờ.
Chiến ơi! Chiến! Cái gì? Đây là con thắm ruồi á? Tao đã bảo mày rồi. Giờ người ta tên là Lan Anh. Nốt ruồi cũng tẩy rồi. Mày cứ gọi như thế, vớ vẩn. Này tao nói thật với mày chứ, trí thông minh của tao cũng thuộc cái dạng xuất sắc nhất cái làng này, nhưng mà tao vẫn không thể hiểu được cái chuyện tình yêu của mày. Cái làng này biết bao nhiêu đứa mày không thích, mới đâm đầu vào cái con dở hơi làm gì? Tao biết làm sao được. Ui, thằng mày, mày ngửi lại chân mày. Có mùi gì, có mùi gì? Tiếp tục đi. Nói chung ấy, là tao không biết tại sao, nhưng mà cứ gặp Lan Anh là tao lại như kiểu chó hóc xương. Này, tao nói thật với mày, tao cũng hóc theo mày luôn. Ca này của mày khó thực sự ấy. Nhưng mà tao nghĩ chắc là tao chỉ thích Lan Anh kiểu đơn phương thôi. Chứ cô ấy là gái phố, sống ở thành phố rồi, chắc chả thích kiểu trai quê như anh em mình đâu. Mày nói thật là lực cười. Này, xin lỗi mày đi, bây giờ trai quê đầy thằng ngon, điển hình như tao này. Tao tán phát một bọn gái phố luôn. Mày phải lạc quan lên chứ, chưa gì đã tự ti rồi. Thôi, đừng có ủ rũ nữa. Tao bảo này, bây giờ ấy, tao sẽ cố gắng giúp mày tán đổ con bé đấy. Đấy, được chưa? Nhưng mà được chuyện đấy, đừng có quên bố mày đấy. Mày giúp tao á? Yên tâm, tao giúp. Thật không ấy? Thật. Nhà tao ấy, uy tín ba đời tán gái cực kỳ đỉnh. Tao sẽ truyền lại cho mày vài cái bí kíp mà bố tao truyền cho tao, mà bố tao học từ ông nội tao. Được rồi. Khét lẹt luôn. Đây là thế này, đây, từ từ. Đây nhá. Làm gì lâu thế? Đây cơ mà. Hóa ra cậu ở đây à? Làm tớ cứ đứng đợi cậu mãi. Tớ lại cứ tưởng cậu chưa ngủ dậy. Bị giở người à? Giờ này rồi mà còn chưa ngủ dậy. Tớ đợi cậu 30 phút rồi đấy. Làm gì lâu thế? Thôi, lên xe đi. Hôm nay nhá, cậu phải chở tớ đi thật xa đấy. Đi bằng ô tô à? Chẳng lẽ đi bộ à? Không biết lái xe à? À không, tớ biết, tớ có bằng rồi đấy. Thì lên xe đi. Này, hả? Thấy cậu có biết lái không đấy? Biết chứ, cậu cứ ngồi chắc vào. Thắt dây an toàn vào đi, tớ khởi động xe này. Cậu biết lái thật không đấy? 30 phút trôi qua rồi. Tớ biết lái mà, cậu yên tâm. Chưa gạt cần số đây này. Không biết lái ô tô ấy thì nói thẳng ra luôn đi, làm mất nhiều thời gian. Ai bảo cậu tớ không biết lái ô tô? Chẳng qua là tớ thấy đi xe máy thuận tiện hơn, vừa được ngắm cảnh với cả vừa mát, nên là tớ cố tình như thế đấy. Cố tình như thế? Cậu nói dối là tệ lắm đấy. Bám chắc vào, đó là tới sóc cái này. Rồi, nhanh lên. Cậu làm cái gì mà lâu thế? Ít chậm mới rủ bò ấy. Đâu? Kìa. Kìa. Số kia người ta đang kéo vó thôi mà. Có gì mà vui? Thích. Tớ thật với cậu, tớ đi từ sáng với cậu đến giờ mệt lắm rồi. Yếu đuối thật đấy. Đi một tí thôi mà đã cơ mệt rồi. Này, tớ nói thật nhá, tớ đi chăn bò ấy, cũng không mệt bằng đi theo cậu từ sáng đến giờ. Đúng là thanh niên hoi. Nghe kỹ nha, con gái đứa nào cũng thích một thằng con trai tinh tế, biết quan tâm đến mình. Nên mày ấy, lúc nào phải tỏ ra cao lăng, để ý cô ấy, đúng nhá.
Công nhận là không khí ở dưới quê trong lành thật đấy, khác xa với bụi mịn ở trên thành phố. Này, hay là cậu chuyển thẳng về quê sống đi. Như thế làm sao mà được? Tớ còn phải đi học đại học, còn phải chuẩn bị đi du học nữa cơ mà. Không thể về được đâu. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà cậu cũng thử tính mà xem. Biết đâu cậu lại... Ui, cẩn thận! Đấy, cậu thấy không? Ở quê thôi, cái bọn trẻ trâu này nó phóng xe ầm ầm ầm. Cậu là con trai của đấy à? Tại vì lúc nãy tớ thấy xe phóng nhanh quá nên là theo phản xạ. Tớ... Tớ cái gì mà tớ... Cậu là con trai của đấy à? Hả? Trời ơi! Anh... tớ xin lỗi. Thật ra lúc đấy tớ chỉ là phản xạ thôi. Tớ thấy cái xe đấy nó đi nhanh quá nên tớ mới nấp sau lưng cậu. Vẫn còn nói được à? Ơ mà này. Hả? Cái khu này là khu nào mà lạ thế nhỉ? À hả? Đây là mấy khu nhà hoang mà. Ừ, khu nhà hoang á? Ừ. Ôi. Ôi, này này này. Hả? Hay là bây giờ ấy, bọn mình đi vào bên trong đi. Ừ. Đi vào bên trong làm gì? Tớ ưa mạo hiểm. Tớ thích những cái gì đó kỳ thú lắm. Nhưng mà khu nhà hoang này làm gì có gì vui đâu mà kỳ thú. Thôi đi về đi. Nhưng mà vui mà. Bây giờ đi vào trong nhá. Nhớ mày phát hiện ra điều gì đó thì sao? Thôi đi về đi, làm gì có gì thú vị. Này, đừng có mà nhắc cái như vậy chứ. Nhưng mà... Nhưng mà gì? Tớ đi vào trước nhá. Ok. Bây giờ mà để Lan Anh đi vào đấy một mình thì cũng không được. Gì đây? Làm gì có gì đâu. Bình tĩnh lại đi, đừng có sợ. Cái chỗ này ấy, là tớ với cả bọn đằng Chiến ấy cũng đến đây chơi vài lần rồi. Không có gì đâu, đừng lo nhá. Thế mà lúc nãy có người bảo là không sợ, là chê người khác nhát như cái. Hôm nay vẫn chưa đi chơi được nhiều. Ngày mai cậu phải đến đón tớ nữa đấy. Được rồi, ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến chỗ mà bọn tớ hay chơi ấy. Vui lắm. Ô Mỹ. Ôi trời ơi. Ai đây? Ôi giời ơi. Ông Nam tớ trong xóm ngày xưa đấy mà. Làm gì đây đấy? Là chị nhờ Nam đưa chị đi chơi đấy. À, em là con bé Mi. Em ruột của Thắm. Ngày xưa toàn mặc quần thủng đít thôi. Này này này, này. Thôi. Chuyện từ đời tắm hoanh nó rồi cứ nhắc lại làm gì nhỉ? Anh xin lỗi. Là sao anh không nói nữa. Cái anh làm cái gì ở đây? Lại còn đưa chị tôi về muộn như thế này nữa. Thôi, hai người đừng nói chuyện với nhau đi. Chị vào nhà trước. Này, lúc nãy mẹ gọi cho chị nhưng mà không thấy chị đâu. Em phải nói dối chị đi mua đồ này. Vào gọi cho mẹ nhanh lên. Thôi, anh đi về đây. Từ từ đã, đứng lại đấy. Ai cho đi mà đi. Thế có chuyện gì? Anh đừng có tưởng là tôi không biết anh thích chị tôi nhá. Trong cái xóm này, bọn trẻ con nó đồn ầm hết lên rồi. Mẹ cái thằng Chiến này. Đúng là nói chuyện với nó không khác gì nói chuyện với cả cái loa phóng thanh. Thế nhưng mà anh mà muốn cưa cẩm chị tôi ấy thì chắc chắn là anh cũng phải biết một điều là muốn yêu cô chị thì phải chiều cô em, đúng không? Đúng. Thế bây giờ em muốn anh làm gì cho em nào? Em cứ nói đi. Muốn gì thì bây giờ tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng mà khi nào nghĩ ra ấy, chắc chắn là tôi sẽ nói cho anh biết. Được, thế thì em cứ nghĩ đi. Lúc nào nghĩ ra thì nói cho anh biết. Chỉ cần là trong tầm kiểm soát của anh thì anh sẽ làm. Tạm thời cứ thế nhá, thỏa thuận. Ok. Đóng dấu. Đi về đây.
anh Nam. Từ giờ ấy, em nghĩ là anh không cần phải đến đưa đón chị em nữa đâu. Sao lại thế hả em? Thì anh nhìn cũng biết rồi còn gì. Người ngồi trong xe kia ấy chính là anh rể tương lai của em. Từ giờ anh ấy sẽ đưa đón chị em tận nơi, cho nên là anh cũng không cần đến nữa đâu. Anh rể tương lai á? Thôi anh đừng có buồn nữa nhá, em ở nhà đây. Từng cơn gió cuồng